chào bạn đến kênh vlog Hoa Giấy Sẽ Đét. Hôm nay mình trở lại vườn bạn Nhật, tiếp tục chia sẻ một số cây hoa với Mỹ nè. Anh em cập nhật thêm số và giá luôn nha. Chào cô chú anh chị các bạn. Hôm nay em tiếp tục lên lô phôi hoa giấy Mỹ muốn giao lưu cùng cô chú anh chị các bạn ạ. Và đầu tiên em lên mã số 1 ạ. Rồi, mã số 1 cây con quái ạ. Và cây này vành cổ của nó là 24, số đế 57 và cao nó là 66. Rồi mã số 1 này em xin giao lưu là 300k. Giao lưu bao sống mà xếp toàn quốc như này. Sống bao lâu nhỉ? Tiếp tục đến con phôi số 2 luôn nha. Rồi tiếp thêm lên mã số 2. Rồi cái này có thông số hoành cổ nó là 20, số đế 64 và bay đổ của nó là 73. Đây là cũng có thể ép đổ. Rồi cái này em xin giao lưu là 230k. Để nó quan sát xuống cây như này. Đúng rồi nhỉ. Tiếp theo đến mã số 3 nha em. Rồi tiếp theo lên mã số 3. Rồi cái này có thông số quanh cổ là 27, số đế 47 và cao của nó là 71. Đây cũng rất là to. Rồi cái này có cái rễ nhỏ nó bị gãy lúc lâu rồi. Rồi cái này bao cái lỗi đó em xin giao lưu cây này là 230k. Em bao sống bao ship hết nha. Em quan sát một chút ra luôn nè. Chút bao nhiêu đây? Rồi mình đến mã số 4. Rồi tiếp thêm lên mã số 4. Rồi cái này có thông số hoành cổ nó là 21, số đế 50 và bay của nó là 81. Rồi cái này em xin giao lưu là 170k. Rồi ok, xong rồi làm gì đây? Rồi mình đến mã số 5 anh em. Rồi tiếp thêm lên mã số 5. Rồi cái này có thông số hoành cổ là 24, số đế 43 và cao của nó là 84. Rồi cái này em xin giao lưu là 250k. Rồi ok, xong cái này nhỉ. Theo lên mã số 6. Rồi tiếp thêm lên mã số 6. Rồi cái này có thông số hoành cổ là 20, số đế 45 và cao của nó là 79. Rồi cái này em xin giao lưu là 200k. Con này mình có thể mình nghiên cứu mình cắt cái cọng rễ nhỏ anh em. Mình cắt cái mình làm một con bonsai riêng nha, còn con bự nó sẽ làm một rễ quấn quái nè, rất là đẹp. Mà cái con nhỏ nó đâm vô nó làm dáng mất thẩm mỹ anh em. Rồi xuống cây luôn nha. Rồi tiếp theo đó mã số 7 anh em. Rồi tiếp thêm lên mã số 7. Rồi cái này có thông số hoành cổ là 22, số đế 42 và cao của nó là 71. Rồi cái này em xin giao lưu là 230k. Giao lưu bao sống bao ship toàn quốc anh em quan sát em xuống cái này mà. Xuống luôn rồi. Theo mình mã số 8 nha nè. Rồi tiếp thêm lên mã số 8. Rồi cái này có thông số hoành cổ của nó là 20, số đế 58 và bay của nó là 70. Rồi cái này về cô chú anh chị cũng có thể cắt bỏ cái cọng rễ nhỏ này. Cọng rễ này mới đâm sao nè, phá dáng nha. Nó ra thì nó quấn quái một rễ đẹp trai lắm nè. Rồi cái này em xin giao lưu là 140k. Để xuống cây luôn nha. Tiếp tục đến mã số 9. Mã số rồi, 9 có hai con nha nè. Tiếp thêm lên mã số 9. Mã 9 gồm hai cây ạ. Lên cây thứ nhất ạ. Rồi cây thứ nhất này có thông số hoành cổ của nó là 22, số đế 46 và cao là 67. Cây ghế cũng là đặc. Rồi đến cây thứ hai. Rồi cây thứ hai nó có thông số hoành cổ là 24, số đế là 40 và cao của nó là 71. Rồi cặp này em xin giao lưu là 400k. Cho giao lưu bao sống bao ship anh em. Để sống cái luôn như thế. Tiếp theo lên mã số 10 nha anh em. Rồi tiếp theo lên mã số 10.
Phải 10 cây này có thông số vành cổ là 19, sổ đế 36 và bay côn đổ của nó là 50. Hai lên luôn. Rồi tiếp thêm lên cây số 2. Và cây số 2 này có thông số vành cổ là 21, sổ đế 51 và bay đổ của nó là 70. Rồi cặp này em xin giao lưu là 330k. 3 một cặp. Giao lưu vào sóng một suất luôn như này. Suất luôn như này. Và tiếp theo thì thể ta mã mùng 1. Rồi tiếp thêm lên mã 11. Rồi cái này có thông số vành cổ là 18, sổ đế 52 và bay của nó là 65. Rồi đến cây thứ hai. Cây thứ hai này có thông số vành cổ là 21, sổ đế 49 và bay của nó là 50. Đó là nhiều. Rồi cặp này em xin giao lưu là 360k. Đi lùi vào sống số tổ như này. Và số cái lưng như này. Mình đến mã số 12 cho em. Rồi tiếp thêm lên mã số 12. Rồi cây thứ nhất này có thông số vành cổ là 20, sổ đế 45 và cao bay của nó là 61. Rồi cây thứ hai này có thông số vành cổ là 19, sổ đế là 38 và bay của nó là 59. Rồi cặp em xin giao lưu là 250k. 250 một cặp, bao sóng bao xếp như này. Xuống cái lưu như đây. Rồi mình đến là số 13. Rồi tiếp thêm lên mã số 13. Rồi cái này có thông số vành cổ của nó là 21, sổ đế 49 và bay của đổ của nó là 70. Rồi cây này có vết chạy xước nhẹ ở vườn vận chuyển về nó bôi keo rồi. Rồi tiếp tục lên cây thứ hai. Rồi cây thứ hai này có thông số vành cổ của nó là 21, sổ đế 50 và bay đổ nó là 70. Thả con lại đây. Rồi cặp này em xin giao lưu là 300k. Okay, số và tiếp theo là đến mã số 14 như này. Rồi tiếp thêm lên mã số 14. Rồi cái này có thông số vành cổ của nó là 23, sổ đế 42 và cao là 67. Rồi tiếp thêm lên cây số 2. Cây số 2 có thông số vành cổ là 20, sổ đế 54 và bay của nó là 71. Rồi cặp này em xin giao lưu là 320k. Để em bao sóng bao ship toàn quốc ạ. Số cái lên tiếp tục thì phải lên số 15 như này. Rồi tiếp thêm lên cây mã số 15. Cây đầu tiên. Cây này có thông số vành cổ là 20, sổ đế 45 và cao của nó là 69. Rồi cây tiếp theo. Rồi cây này có thông số vành cổ là 19, sổ đế 50 và cao của nó là 66. Rồi cặp này em xin giao lưu là 300k. Và tiếp tục thì tới mã số 16. Rồi tiếp thêm lên mã số 16. Rồi cái này có thông số vành cổ nó là 20, sổ đế 42 và cao nó là 62. Rồi đến cây thứ hai.
Và cây thứ hai nó có thông số vành cổ là 19, số đế 47 và cao nó là 66. Rồi cặp này em xin giao lưu là 300k. Rồi mình đã tâm mã số 17. Rồi tiếp thêm lên mã số 17. Rồi cây này có thông số vành cổ là 19, số đế 48 và cao bay của nó là 67. Rồi, hai con lên luôn. Rồi cây thứ hai. Cây thứ hai này có thông số vành cổ là 18, số đế 43 và cao nó là 68. Rồi cặp này em xin giao lưu là 270k. Vào sóng bao ship toàn quốc nha nè, kệ xác thuốc đây số luôn vậy, theo nó mã số 18. Rồi tiếp thêm lên mã số 18. Rồi cái này có thông số vành cổ là 22, số đế 39 và cao của nó là 78. Rồi đến cái thứ hai. Rồi cái thứ hai có thông số vành cổ là 21, số đế 37 và cao của nó là 65. Lên em xem. Có những trường hợp ghế như nè. Rồi cái này em xin giao lưu là 300k. Dạ, ok, số lần này. Ta tiếp tục đến mã số 19. Mã số Rồi. 19 mình có 4 cây nha anh em. Rồi tiếp thêm lên mã 19. Rồi cây thứ nhất có mã 19. Cây này có thông số vành cổ là 18, số đế 36 và cao của nó là 52. Dạ, ok, ra luôn. Rồi đến cây thứ hai. Rồi cây thứ hai này có thông số vành cổ là 18, số đế 45 và bay của nó là 63. Cây này về cô chú cũng có thể cắt cái cọng rễ nhỏ để mình chơi một rễ nó sắn. Cho hai cây lên được. Rồi chúng ta lên cây thứ ba. Rồi cây thứ ba này có thông số vành cổ là 19, số đế 40 và cao của nó là 68. À, con cuối cùng. Rồi cây thứ tư. Rồi cây thứ tư này có thông số vành cổ là 18, số đế 46 và cao nó là 65. Cho bốn con lại luôn nha. Cây này em xin giao lưu là 380k. 84 cây nha nè, cũng rất là quái luôn. Cây giao lưu bao sóng bao ship toàn quốc. Rồi đến mã số tiếp theo như này. Rồi tiếp theo đến mã số 20. Mã 20 có 3 cây nha nè. Rồi tiếp thêm lên mã 20, cây đầu tiên. Rồi cây đầu tiên nó có thông số vành cổ là 22, số đế 39 và cao của nó là 56. Rồi cây thứ 2. Rồi cây thứ hai. Cây thứ hai này có thông số vành cổ là 20, số đế 40 và cao của nó là 62. Là con cái cho lên luôn Và tiếp theo là rồi. cây thứ ba. Cái thứ ba. Rồi cây này có thông số vành cổ của nó là 23, số đế 47 và cao của nó là 59. Rồi, gom 3 cây cho anh em xem luôn. Rồi, để 3 con lại nè. Rồi ba cây này em xin giao lưu là 350k. 350. Cái bao sóng bao ship toàn quốc luôn nha. Ở đây cũng là mã số cuối cùng luôn. Và em xin phép anh em kết thúc clip đây. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Hẹn lại anh em ở những video tiếp theo nha.